Kho phụ tùng xe đạp Hàng Tùng Lâm xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi xem các loại bông tăng carbon và bông tăng nhôm của bên mình nhé. Mời các bạn nhấn like, share và subscribe để đăng ký kênh nhé. Theo dõi thêm nhiều video của bên mình ạ. Mình hiện có mẫu bông tăng 31.8mm. Đây là hai mẫu carbon bên mình có, hiệu Next, cổ 31.8, dài 100mm. Còn đây là mẫu LWA, vuông 31.8 luôn. Mẫu này thì dài hơn xíu là 110. Còn đây là hai mẫu nhôm ạ. Màu bạc 8 xăng, còn màu đen thì 7 xăng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này nhé.